Hello, xin chào tất cả các bạn. Và trong bản đảo có này là phải channel của chúng ta 3 ngày rồi các bạn. Đã này mình tính nghỉ thêm 1 ngày nữa bởi vì là mình cảm thấy hơi bị mệt một chút. Vừa rồi thì xin phép anh em mà mình xin phép tạm nghỉ những ngày vừa qua. Mình đi khám và mình đang phải trong cái chế độ là ăn uống và sinh hoạt và thể dục đúng giờ, hoặc là trong cái sống trong cái chế độ ấy. Thì mình đang tính nghỉ ngơi tầm 1 tuần, nhưng mà thực sự là nhớ anh em của anh em bạn thật đó. Cho nên là mình không biết phải làm cái gì nữa. Thì hy vọng anh em cũng có rất nhiều người hỏi han mình là cắm bắt thật nhanh đi, thì mình sẽ quay lại và dành tặng anh em một siêu phẩm. Và trở lại đây thì clip Batman thì mình đã từng hướng dẫn tất cả bạn rất nhiều clip Batman thôi. Và clip Batman này thì mình sẽ chơi một trận đấu ngẫu nhiên và mình sẽ không biết là sẽ chơi như thế nào, nhưng mình sẽ có một chút góp ý cho tất cả các bạn. Khi các bạn đánh bất kể một vị tướng nào chẳng hạn, hoặc đối đương như nào, thì các bạn hãy nhìn cho mình, tất cả phân tích những cái đường trên đường dưới. Chẳng hạn như là cái đường dưới của mình đối đầu với Rioma đổi đâu về ngủ không đi, thì các bạn có thể thấy Rioma là một vị tướng rất là mạnh, và thường những vị tướng mạnh chúng ta sẽ không ưu tiên gánh nó, và chúng ta sẽ ưu tiên gánh những cái đường yếu, chẳng hạn là đường mid và đường rông. Clip này thì mình sẽ tập trung đánh những các bạn đường mid và đường rông, thì các bạn sẽ biết được rằng trong tất cả các bạn chơi một vị tướng nào, khi các bạn gánh đường mid đường rông chúng ta sẽ có những cái lợi thế nào. Chẳng hạn phá này thì đường mid di chuyển bắt tí rồi sẽ có 4 thằng ở trên này, bắt tí mình chỉ có tầm khoảng 3 thằng thôi. Thì từ từ bình tĩnh mình không thể vào được, bắt buộc mình phải giết được thằng sát thủ chủ lực của nó. Sao thủ chủ lực là thằng theo Anat, thì lúc đó có bắt chúng ta sẽ win rồi. Ok, một mảng theo Anat, tiếp theo thằng thằng bé ra rồi, hay quá, một mảng rồi, hay quá. Mình đã có 2 mảng các bạn nhé. Đây là một trận đấu mà mình sẽ tập trung gánh đường rồng và đường mid, và thường cái bản thân mình chơi mình hay gọi là top mid, hay gọi là rồng mid đấy. Thường mình hay chơi ấy thì mình hay gọi là lối đánh rồng mid, là chỉ tập trung những cái đường này thôi đấy. Bởi vì là những clip vừa qua thì mình đã làm cho tất cả bạn hướng dẫn các bạn là không cho xạ thủ, để không cho rừng, rồi không cho top chơi game, hầu như là lần chúng cùng các bạn xem nhiều rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung chuyên sâu các bạn nhé, tập trung chuyên sâu để hướng dẫn cho tất cả các bạn lối chơi hơi sâu một chút về vị tướng Batman thôi. Batman là một vị tướng sở hữu tăng hình rất tốt, và nó thời gian hồi chiếu rất là sớm ở cái giai đoạn vừa ghép đầu game khá lâu. Thì lối chơi của nó như thế nào ạ? Chắc chắn rồi, nó thường các bạn chơi những vị tướng Nagaroth các thứ ấy, thì mình khuyến các bạn là tầm khoảng tầm 7 đến 8 phút các bạn vào rừng. Nhưng không, Batman sẽ chơi áp sát rừng, sẽ đánh vào rừng nó ở giai đoạn 3 phút đến 4 phút luôn các bạn nhé. Sẽ đánh vào đường mid, rừng và rồng, chỉ đánh đúng 3 đường đấy. Và nó cực kỳ mạnh khi đi đánh đơn các bạn nhé, nó siêu mạnh khi đánh đơn luôn. Cho nên là Batman là một vị tướng giúp cho chúng ta leo đánh cực kỳ ổn định và rất là tốt. Cho nên các bạn đừng quên cái điều đấy các bạn nhé. Batman một vị tướng rất hay. Lối chơi của nó đơn giản thôi, các bạn cứ đi farm đến khi nào có chiêu 3 là đi ra đường đi gánh. Chẳng hạn cái farm này mình có con chiêu 3 này, mình sẽ kích hoạt từ từ bình tĩnh. Mình sẽ farm cho hết xong bắt đầu mình kích hoạt chiêu 3 là di chuyển thôi. Vì tướng Rioma ở phía dưới thực sự giết là vẫn giết được, nhưng để đầu tư giết thằng Rioma nó rất là tốn rất nhiều tài nguyên. Thay vì những tài nguyên đó thì mình sẽ tập trung ra mid và thậm chí đi vào rừng nó. Đường trên thì có theo Anat và con Azeka thôi, thì trong rừng sẽ có con triệu vấn, không biết có triệu vấn hay không, và có con Vega các bạn nhé. Mình sẽ tập trung ở đường rừng này, và đây triệu vấn hiện tại trận đây Vega, mình sẽ lao ra con Vega này các bạn nhé. Đây rồi, Vega chết rồi, hay quá, tuyệt vời. Đây chào mình Vega. Ôi cái thằng này bật chì nhỉ, cái thằng này không cho mình ăn mạng à, cái thằng này cái thật cái anh em ạ. Rồi tiếp theo mình hiện tại chưa ở chưa bán. Như bạn đã biết thì Batman là không ở chưa bán, thì hầu như giống như là nó chỉ con giống như là bị con có một tay, còn được hiểu giống như nó có một tay thôi, rất là phế. Cho nên chúng ta chỉ tập trung đi gánh khi con chưa bán nhá. Và khi mình kích hoạt chưa bán thì chúng ta sẽ ưu tiên bay vào những thằng xạ thủ hoặc những thằng máu nhất nhá. Rồi chào em một mảng. Đây con thằng tiểu bắn rồi, tiểu bắn bắn thủ các bạn kia. Ui giời ơi, nó lại thơm. Ui giời ơi, lại bắn sướng cho mình hàng ạ. Nó lại ngon ơi là ngon anh em ơi, ngon vãi trưởng ra luôn. Đấy thì mình thấy clip này thì cũng rất là bình thường và chưa có chia sẻ là ca, và mình cũng không biết trận đấu này mình sẽ tập trung giết ai để mình tìm coi thằng nào nào. Game này mà giết thằng theo Anat thì cũng tồi nó, giết á giết cá thì cũng tồi nó, triệu vấn thì nó cũng phế rồi, còn một thằng điêu má các bạn ạ. Khả năng là bây giờ mình sẽ chốt thằng điêu má 10 mà anh em gọi ok đồng tính ạ. Trong thể trận này đây từ bình tĩnh hết chiêu 2, không có chiêu 2 đâu. Đấy cái phá này. từ để thằng Rioma sẽ chốt, khả năng là ta chốt thằng Rioma. Ok đúng các bạn. Từ nhá, để mình ra mid mình coi. Từ thằng Rioma rồi. Mình có thằng Vera. Đây Vera. Vera đây đó. Đây. Chào em. Đấy các bạn nhá. Rồi 6 mảng rồi. Và anh em thông cảm nha, mình thực
sự vừa đi khám về cho nên là mình không thể nào nói to hoặc là chạy máy bằng những clip trước là các bạn thông cảm giúp mình hết sức thông cảm đấy. Đấy, clip này thực sự là nhớ anh em quá cho nên mình sẽ cố gắng làm clip để đăng cho anh em thôi. Chứ mình không thể nào là chạy hết sức được, mong các bạn hãy cố gắng nhé. Đấy. Rồi, còn tăng hình các bạn nhá. Đây rồi, theo Anat, Asenka bình tĩnh. Kiều Vân. Tay lái chuẩn bị ra này. Đấy rồi, từ em mới. Chào em, đây rồi, chay. Hay. Rồi, bé ra, thực sự là xấu đi em nhá, không có vấn đề gì đâu. Rồi, Asenka và thằng theo Anat các bạn này. Asenka và theo Anat này. Nhưng mà không còn chưa bao nhiêu, nó rất là khó bao nhiêu em ạ. Đơ mơ rừng. Ôi giời ơi, mày bị nhầm rồi đó Vera. Cái cuộc sống mình thì các bạn phải chốt. Xác định chốt vé ra 10 mảng anh em. Rồi, đi xong rồi tao rồi. Có chơi game không? Rồi, ok. Bình tĩnh, rồi được rồi. Từ từ chưa vé ra nhá. Vé ra từ từ, thằng theo Anat kìa. Đấy, thằng vé ra chắc chắn sẽ ra đây. Chúng ta đốt cho vé ra. Đấy. Chào em. Chốt em 10 mảng nhá. Và thực sự các bạn đến được rồi đấy. Những người chúng ta là hầu như bất mãn đi ra các bạn nhìn thấy thôi. Ngày hôm nay thì các bạn hãy xem mình sẽ xúc thằng Vera không trượt phát nào. Và mời anh em mình cũng cảm nhận với mình trong clip này nhá. Let's go. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, no. No, 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 no. My heart.
don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Can I be your superhero?